bà Trương bị Lan là làm gì để kiếm hơn 445.000 tỷ đồng trong gần 4 năm. Giải hội tụ nhiệt đới bất thường xuất hiện, cảnh báo lốc xoáy, mưa kéo dài tại miền Nam. Cụ ông Nam Định sáng chế cách di chuyển độc lạ giữa biển nước. Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu, Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trên chương trình. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đưa vụ án Trương Mỹ Lan và các đồng phạm giai đoạn 2 ra xét xử vào ngày 19 tháng 9 tới đây. Trước đó, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, theo cáo trạng, trong gần 4 năm, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Lan đã chiếm đoạt gần 445.000 tỷ đồng thông qua việc tham mô tài sản và phát hành trái phiếu. Bà Lan đã lợi dụng quyền lực của mình tại các doanh nghiệp lớn như ngân hàng SCB và công ty chứng khoán TVSI để tạo dựng một hệ thống tài chính phức tạp, qua đó che giấu hành vi phạm tội. Thông qua người thân và các cá nhân đứng tên hộ, bà Trương Mỹ Lan nắm quyền kiểm soát và điều hành các tổ chức tài chính này chỉ đạo phát hành 25 mã trái phiếu khống thông qua các công ty con như An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Secha. Việc này đã thu hút hơn 35.824 nhà đầu tư, huy động hơn 30.000 tỷ đồng. Xong, số tiền này không được sử dụng đúng mục đích phát hành. Thay vì phục vụ các dự án theo cam kết, Bà Lan đã chuyển hướng sử dụng số tiền khổng lồ này để trả nợ giữa các công ty trong tập đoàn Vạn Thịnh Phát, dẫn đến việc mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Bên cạnh đó, Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo rút và chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB để che giấu nguồn gốc số tiền chiếm đoạt, đồng thời thực hiện hàng loạt hợp đồng khống mua bán cổ phần và tư vấn nhằm chuyển hàng tỷ đô la Mỹ giữa Việt Nam và nước ngoài. nghiêm trọng hơn, để che giấu hành vi phạm tội, bà Trương Thị Lan chỉ đạo các lãnh đạo chủ chốt của SCB mua chuộc cán bộ, lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, ngân hàng nhà nước, lãnh đạo ngân hàng nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, tổ trưởng tổ giám sát tăng cường tại SCB thông qua việc nhận tiền các cá nhân có thẩm quyền đã bưng bít, che giấu sai phạm tại SCB. Báo cáo kết quả thanh kiểm tra không trung thực, không đầy đủ. Trong số tiền, chỉ tính riêng trường hợp bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra, giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước, trưởng đoàn thanh tra, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã mạnh tay chi hối lộ tới 5,2 triệu đô la Mỹ, tương đương 118 tỷ đồng. Cáo trạng nêu rõ, những thủ đoạn này đã giúp bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 445.000 tỷ đồng chỉ trong một thời gian ngắn gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư, làm dung chuyển hệ thống tài chính mà bà đã thao túng. Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý đã diễn ra. Quý vị đừng bỏ lỡ. Ngày 14 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Trư Sê Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với cựu chủ tịch Hội Nông dân xã Hờ Bông để điều tra về hành vi tham hô tài sản. Theo thông tin ban đầu, thời gian qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chư Sê nhận được đơn tố giác về việc ông Bùi Đức Miền, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại Ia xã Hờ Bông, huyện Chư Sê, khi đang là chủ tịch hội nông dân xã Hờ Bông đã có hành vi chiếm đoạt kinh phí hoạt động của các chi hội nông dân thuộc xã Hờ Bông. Quá trình điều tra xác định từ năm 2020 đến tháng 7 năm 2022, ông Miền với vai trò là chủ tịch hội nông dân xã Hờ Bông đã nhận từ ủy ban nhân dân xã Hờ Bông nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các tri hội nông dân trong xã theo quyết định số 46-2012 UBNZ ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức chi hỗ trợ các tri hội thuộc các tổ chức chính trị xã hội thuộc các xã khó khăn. Tuy nhiên, ông Miền đã không cấp đủ cho các tri hội nông dân mà tự ý chiếm đoạt tổng số tiền 14 triệu đồng sử dụng cho mục đích cá nhân. Vụ án đã được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Sê điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 14 tháng 9, giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 16 đến 19 độ vĩ Bắc, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh đang gây mưa rào và rông trên biển Đông. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2 đến 4 m. Hiện nay, mực nước chiều tại khu vực ven biển phía tây của Nam Bộ đang ở mức cao, cần đề phòng mực nước dâng bất thường gây sạt lở đê biển. Cảnh báo ngày và đêm 15 tháng 9, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía nam của khu vực giữa biển Đông và khu vực Nam biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có gió tây nam mạnh cấp 6, riêng khu vực Nam biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2 m đến 4 m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2 dự báo tác động toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Một số chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cho rằng giải hội tụ nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành vùng áp thấp ngay khu vực giữa Biển Đông khoảng ngày 15 tháng 9 và cũng có thể tiếp tục mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão di chuyển về khu vực ven biển miền Trung trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 9. Tuy nhiên, đây chỉ là những dự báo sớm. Trong những ngày tới, khả năng còn có nhiều thay đổi người dân, đặc biệt là ngư dân nên chú ý theo dõi các bản tin dự báo tiếp theo để phòng tránh những rủi ro thiên tai. Ngày 13 tháng 9 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ có văn bản gửi các sở, ban ngành liên quan về việc thực hiện tìm kiếm cứu hộ cứu nạn sự cố sập cầu Phong Châu. Theo đó, từ chiều 13 tháng 9 đến sáng 14 tháng 9, các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân đang mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu, huyện Tam Nông. Vào lúc 10 giờ sáng mùng 9 tháng 9, đồng thời tìm giải pháp, chuẩn bị lắp đặt cầu phao thay thế cầu Phong Châu bị sập, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Sáng 14 tháng 9, tại xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, mực nước trên sông Hồng đã giảm mạnh. Lực lượng quân đội và công an bắt đầu triển khai các phương tiện để tìm kiếm các nạn nhân đang mất tích và phương tiện bị rơi xuống sông. Lực lượng chức năng đã tổ chức trục vớt phần dầm cầu bị rơi xuống sông. Nhịp cầu Phong Châu bị rơi nằm cách cầu khoảng hơn 20 m. Theo người dân Phần dầm cầu đang chôn một chiếc xe tải. Công tác tìm kiếm có sự tham gia của khoảng 50 cán bộ chiến sĩ công an quân đội. Theo chính quyền địa phương, hiện còn 8 nạn nhân mất tích. Công an tỉnh Phú Thọ đã phát thông báo truy tìm danh tính các nạn nhân. Máy cưa được sử dụng trong quá trình tiếp cận phần dầm cầu bị rơi. Cùng lúc đó, nhiều cano chạy dọc hai bờ sông Hồng chở các chiến sĩ tìm kiếm vật thể dưới lòng sông. Trong sáng 14 tháng 9, hoạt động tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Cano điện từ đã được lực lượng công binh hạ thủy ở bãi tập kết, hàng chục ô tô chở cầu phao cũng đã sẵn sàng để lắp đặt. Trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ sập cầu, Đại tá Nguyễn Đình Cương, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay sau khi nước sông Hồng rút, tốc độ dòng chảy đảm bảo yêu cầu, lực lượng lữ đoàn công binh 249, binh chủng công binh sẽ điều các phương tiện đặc chủng đến vị trí và tiến hành lắp cầu phao. Còn Đại tá Nguyễn Hữu Phước, phó giám đốc công an tỉnh Phú Thọ khẳng định, lực lượng công an đang rất nỗ lực Cố gắng thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Đồng thời ông Phước cũng chỉ đạo các lực lượng tạo điều kiện tốt nhất cho lực lượng công binh tiến hành lắp đặt cầu phao, đặc biệt phải di chuyển các đường dây điện trên cao, đảm bảo an toàn cho các phương tiện đặc chủng của công binh di chuyển xuống sông. Để chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Phú Thọ cũng đã phát đi thông báo cấm tất cả các phương tiện thủy lưu thông qua khu vực cầu Phong Châu, lý trình DTND km 280 000 sông Hồng. Năm ngày sau bão Iagi, miền Bắc ngập lụt chưa từng thấy, nhiều nơi chìm trong biển nước, giao thông bị chia cắt, trong khi mực nước nhiều sông lớn vượt ngưỡng lịch sử. Do đó, việc di chuyển trong thời gian này đối với nhiều người là một thách thức không hề nhỏ. Tình hình thời tiết khó khăn gây ra nhiều trở ngại trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nên người dân đã nghĩ ra 7749 cách đối phó cực kỳ sáng tạo. Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ một clip về chuyện di chuyển giữa tình hình ngập nước khiến dân tình phải bất ngờ. Nhân vật chính trong clip là một cụ ông đã lớn tuổi. Vì xung quanh khu phố đã ngập nước nên cụ nghĩ ra cách buộc hai chiếc ghế nhựa vào hai chân rồi bình thản bước giữa con phố. Vừa đi vừa nói chuyện với hàng xóm đang ở trong nhà. Để chắc chắn hơn, cụ còn dùng thêm một chiếc gậy trống. Người chia sẻ đoạn clip cho biết câu chuyện thú vị này đã được ghi lại ở thành phố Nam Định. Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, nhận về 5 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận chỉ sau chưa đầy một ngày đăng tải. Phần lớn ý kiến đều khen cụ ông sáng tạo và hài hước, tuy nhiên cũng có không ít ý kiến cho rằng mọi người cũng nên ưu tiên về yếu tố an toàn. Ở trường hợp của cụ ông, nước không chảy xiết mà chỉ bị ngập, đường xá trong thành phố khá bằng phẳng và cụ đã quen thuộc đường đi lối lại nên mới di chuyển được như vậy. Còn trong các tình huống khác, nếu không cẩn thận thì sẽ rất nguy hiểm và dễ ngã, không nên làm theo. Tương tự, một sự việc thú vị khác cũng đã xuất hiện trên mạng xã hội hôm 11 tháng 9. Chị Nguyễn Khánh đã chia sẻ đoạn clip ngắn với tiêu đề Anh bộ đội công binh hơn 30 năm tự chế bè đưa vợ qua sông Cổng. Clip ghi lại cảnh một người đàn ông cho vợ thử nghiệm chiếc thuyền bè tự chế di chuyển trên sân nhà nước ngập sâu. Chị Khánh cho biết clip được quay tại nhà của bố mẹ chị ở xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Do ảnh hưởng của mưa bão, thôn xóm nơi chị và người thân sinh sống bị ngập. Nước dâng cao từ 30cm đến 60-70cm. Cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn di chuyển khó khăn. Trước đó, nhận thấy nước vẫn ở mức cao, đi lại khó khăn, bố chị Khánh đã nghĩ ra cách dùng thùng tôn và thành gỗ có sẵn trong nhà ghép lại thành một chiếc thuyền tự chế. Nhiều người xem xong video khá bất ngờ trước sự khéo tay của bố chị Khánh. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 khiến mực nước trên các sông hồ trên địa bàn huyện Trưng Mỹ Hà Nội, trong đó có xã Trần Phú tăng nhanh, gây ngập lũ đối với một số địa bàn trong huyện. Trước tình hình đó, công an xã Trần Phú và các lực lượng đã phối hợp cùng chính quyền địa phương xuyên đêm triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, huy động hàng ngàn mét khối đất cát để đắp đê ngăn lũ ở khu vực đầm buộng thuộc xã Trần Phú, huyện Trương Mỹ. Không quản ngại đêm tối, mưa dầm, thực hiện tuần tra kiểm soát tại các vị trí sung yếu trên địa bàn. Mới đây, trên trang mạng xã hội Facebook đã đăng tải một đoạn clip với nội dung Công an xã Trần Phú, huyện Trương Mỹ dựa đêm lấy thân mình ngăn cho đoạn đê gia cố không bị vỡ, gây xúc động và nhận được nhiều sự cảm phục từ người dân. Cụ thể vào 0 giờ 15 phút ngày 12 tháng 9, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, Thượng úy Vũ Tuấn Lực, cán bộ Công an xã Trần Phú, huyện Trương Mỹ, Hà Nội đã phát hiện đoạn đê được gia cố bằng bao tải đất và cát có dấu hiệu sắp vỡ. Thượng úy Vũ Tuấn Lực cho biết, thời điểm ấy khi đang tuần tra thì anh phát hiện một đoạn đê gia cố bị cong có nguy cơ vỡ. Khi ấy, không một chút chần chừ, anh đã lao vào dùng tay vai và đùi ghi chặt vào các bao cát, ngăn nước không ùa vào. Cùng với đó, anh hô hoán để đồng đội và nhân dân đang ở gần đó kịp thời hỗ trợ, dùng các bao cát đè vào khu vực sắp vỡ. Sau khoảng gần 30 phút nỗ lực của nhiều lực lượng, đoạn đê gia cố đã được bảo vệ an toàn. Khi sự việc xảy ra, dòng nước sông Bùi đã lên rất cao, vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng Thượng úy Vũ Tuấn Lực vẫn cố gắng bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân là trên hết hình ảnh người chiến sĩ công an thủ đô lấy thân mình giữ đê gia cố trong đêm được nhân dân địa phương ghi nhận biểu dương. Ngày 14 tháng 9, ông Trần Quốc Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ điện giật làm chết hai người thuộc thôn 1, xã Đa Lộc, rất thương tâm. Theo báo cáo của Công an huyện Đồng Xuân, chiều ngày 13 tháng 9, em Mang Thị Quy, sinh năm 2012, học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân cùng hai người bạn đi chăn bò gần bờ suối Mơ, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân. Đến chiều tối cùng ngày, không thấy Quy về nên cha mẹ em là ông Mang L, sinh năm 1973 và bà Mang Thị N, sinh năm 1980 đi tìm con. Khi phát hiện con nằm bất tỉnh dưới suối Mơ, ông L vội lao xuống cứu nên cũng bị điện giật. thấy vậy, bà N vội chạy vào nhà máy đá công ty trách nhiệm hữu hạn đá Granite Thành Châu Phú Yên gọi người cúp cầu dao máy bơm nước để cứu chồng con. Tuy nhiên, khi công nhân nhà máy cúp cầu giao điện và xuống suối cứu cha con ông L thì cả hai đã tử vong. Sau khi khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, công an huyện Đồng Xuân xác định nguyên nhân dẫn đến hai cha con ông L tử vong là do dò điện từ máy bơm nhà máy đá của công ty trách nhiệm hữu hạn đá Granite Thành Châu Phú Yên đặt dưới suối mơ. Theo ông Trần Quốc Huy, ngay trong tối 13 tháng 9, công ty trách nhiệm hữu hạn đá Granite Thành Châu Phú Yên đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 20 triệu đồng để lo hậu sự huyện Đồng Xuân cũng tích cực vận động các mạnh thường quân hỗ trợ thêm khoảng 10 triệu đồng để chia sẻ nỗi đau với gia đình của nạn nhân. Sáng 14 tháng 9, Công an thành phố Di An Bình Dương cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc ô tô bán tải và thi thể nữ tài xế bị vùi lấp trong bụi cây. Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 13 tháng 9, trời có mưa lớn, chị Nguyễn Thị Bảo Tê, 44 tuổi, ngụ thành phố biên hòa tỉnh đồng nai điều khiển xe bán tải chở hai người cháu về nhà trên đường suối dẹp phường tân đông hiệp thành phố dị an tỉnh bình dương vài phút sau chị tê lái ô tô quay ra thì đường ngập sâu nước chảy xiết khi ngang qua cống nước thì nước chảy mạnh làm chiếc xe loạn trọng chị tê mở cửa thoát ra ngoài thì bị nước cuốn trôi theo đường cống mất tích nhận tin báo công an thành phố dị an huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn tới triển khai tìm kiếm người thời điểm này nước ngập sâu khoảng nửa mét chảy xiết rất nguy hiểm tại hiện trường lực lượng chức năng đã phối hợp tìm kiếm trong thời điểm nước ngập có những đoạn nước dâng cao gây khó khăn cho việc ra soát cứu nạn cứu hộ đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân cách hiện trường khoảng 200 m nhưng đã tử vong được biết khu vực nạn nhân gặp nạn có địa hình trũng thường xuất hiện tình trạng nước chảy xiết sau mưa lớn gây nguy hiểm cho người đi đường thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự vừa qua trên các trang mạng xã hội Đăng tải hình ảnh một xe ô tô cứu thương kéo lê người phụ nữ dưới gầm một quãng đường dài gần 100 m, dưới lớp bùn lầy nhưng không hay biết, đến khi thân nhân và người dân chạy theo xe, đập cửa kêu gọi mới phát hiện ra vụ việc. Rất may người phụ nữ khi được đưa ra khỏi gầm xe vẫn sống sót. Liên quan đến vấn đề này, Sở Y tế Yên Bái cho biết, ngày 12 tháng 9, xe ô tô cứu thương của bệnh viện phổi mang biển kiểm soát 21A00218 do lái xe PDH điều khiển trên đường làm nhiệm vụ di chuyển đến đường Hòa Bình, thành phố Yên Bái. Tại thời điểm trên, xe cứu thương xảy ra va chạm với xe máy điện do anh NMT điều khiển chở theo vợ là chị TCE. Sau va chạm, chị TCE được đưa đi khám cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa hữu nghị 103. Tại đây, chị TCE được chiếu chụp x-quang, chụp CT sọ não và làm các xét nghiệm cần thiết để kiểm tra tổn thương. Kết quả chị E không phát hiện có tổn thương, chỉ bị xây sát, tổn thương phần mềm vùng lưng. Hiện tại vẫn đang tiếp tục được theo dõi và điều trị. Công an thành phố Yên Bái đã vào cuộc xử lý vụ tai nạn theo quy định. Theo thông tin từ lãnh đạo bệnh viện phổi tỉnh Yên Bái, lái xe PDH từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9 năm 2024 được cử đi tăng cường phòng chống bão lũ cùng trung tâm y tế thành phố tại phường Hợp Minh. Sáng ngày 12 tháng 9, anh PDH về nhận nhiệm vụ tiếp tục tại bệnh viện phổi. Trong suốt mấy ngày qua, anh PDH không uống rượu. Vừa qua, công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ và triệu tập người đàn ông đeo bám tự ý gắn keo vào dép cho du khách nước ngoài ở khu vực phố Hàng Bè rồi đòi tiền. Trước đó ngày 10 tháng 9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip về việc một người đàn ông đánh giày khu vực phố Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm Hà Nội có hành vi trèo kéo, đeo bám du khách nước ngoài. Người này đã cố ý lấy dép của du khách để dán keo dù du khách đã ra dấu hiệu không đồng ý. Sau khi du khách nước ngoài kiên quyết lấy lại chiếc dép của mình, người này đã đòi 2 đô la Mỹ tiền keo dán và có thái độ thiếu văn minh. Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, clip nhận được rất nhiều sự quan tâm, phần lớn bày tỏ cần có biện pháp xử lý nghiêm, răn đe để tránh con sâu làm dầu nồi canh. Nhanh chóng vào cuộc xác minh, công an quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo công an phường Hàng Bạc đã làm rõ người đánh giày là TVK, sinh năm 1991 ở tỉnh Hưng Yên. Tại cơ quan công an, các thừa nhận hành vi đeo bám trèo kéo khách du lịch như trong clip đăng tải và cam kết không tái phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2 triệu đồng đối với TVK theo quy định. Chiều 13 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Lương Thiện Anh Tuấn, sinh năm 1976, chú quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng, 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lương Thiện Anh Tuấn làm nghề kinh doanh bất động sản. Cuối năm 2018, đầu năm 2019, Tuấn mở văn phòng kinh doanh bất động sản Trung Tuấn Len. Thuê Nguyễn Tránh Trung, sinh năm 1986, giúp việc trông coi văn phòng trả lương 5 triệu đồng một tháng và cho chung sử dụng một phần văn phòng để bán sơn nước. Quá trình kinh doanh, mặc dù không có chức trách nhiệm vụ trong việc quản lý đất đai, không có khả năng làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp thành đất ở, thủ tục tách, hợp thừa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng Tuấn vẫn đưa ra thông tin gian dối với nhiều người nhằm chiếm đoạt tiền. Cụ thể vào năm 1994 và 2009, ba hộ gia đình trú tại thôn Nam Sơn, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang đã khai hoang và canh tác trên 4 thửa đất nông nghiệp có vị trí liền kề nhau với tổng diện tích là 1.000 m2. Các hộ dân này không biết địa chỉ thửa và tờ bản đồ. Trong các ngày 17 và 18 tháng 8 năm 2019, tuần đến nhà các hộ dân trên đề nghị nhượng quyền canh tác các thửa đất trên để trồng cây ăn trái, giá nhượng quyền là 193 triệu đồng. Để bán lại các thửa đất cho người khác, Tuấn yêu cầu các hộ dân viết giấy chuyển nhượng đất, nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất, địa chỉ tờ bản đồ số 21 để chống phần thừa. Sau khi mua đất, Tuấn tự ý gộp 3 thửa đất thành một lô, lấy địa chỉ thửa 21, tờ bản đồ 246 thôn Nam Sơn, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ngày 15 tháng 10 năm 2019, Tuấn ủy quyền cho Nguyễn Trành Trung bán thửa này cho anh Đỗ Văn Tê, sinh năm 1979, chú thành phố Hồ Chí Minh, với giá 1,6 tỷ đồng cam kết chuyển mục đích sử dụng đất ra giấy chứng nhận trong thời hạn 6 tháng với chi phí 400 triệu đồng. Sau nhiều lần nhận tiền mặt tại văn phòng Trung Tuấn Len và nhận chuyển khoản tổng số tiền 2 tỷ đồng, nhưng Tuấn không làm thủ tục đất đai như hứa hẹn mà sử dụng tiền này kinh doanh bị thua lỗ và tiêu xài hết. Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2022, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Tuấn đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối có thể làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thủ tục tách nhập thừa đất để tạo sự tin tưởng và chiếm đoạt của 6 bị hại tổng số tiền hơn 8,9 tỷ đồng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt lương Thiện Anh Tuấn mức án 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay của báo Thanh Hóa. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.